Quá gì vậy? Đang mố anh em xe đâu? Đang mố anh em xe đâu mọi người? Giờ tụi mình chuẩn bị đi một nơi thật xa xôi nha mọi người. Quay gà nữa, quay gà nữa. Đi đâu mà mọi người chỉ biết nha. Đây là một đây mình để ẻm con gà này. Gà chiến. Đi cái rừng nha. Thì mọi người đây là mình đang đứng ở chỗ của mình chứ tôi tới chỗ khác. Mình sẽ đi dỡ đồ đặt cho mọi người chứ không đi lên đi không lên đó. Đói. Trước rồi cho. Có mà mình tao dám chạy như đồ. Chạy dám đây ngoài. Tao quay đâu rắn. Ba người đúng rồi, tao ném mày. Mày trước đây, đi trước. Nó số 1 mà không sợ. Đi đi trước đi, trước đi, trước đi, đợi 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 em quay nha. Ừ. Đi trước đi. Trời mẹ mày kéo cho mày nè mày. Mày xuống kéo à. Bê chết rồi. Chung xe, chung xe. Cha xe bị chốt rồi. Vậy. Chở đi bữa. Xe gà nó bắt được không? Mình đã hết em lên nhà mình trai nha. Em mình ở trên đây nha. Ừ. À, ba chú rồi, một cái rồi. Nghĩ mà.
là mình đã cầm bớt rồi nha mọi người. Còn có nhiều đâu vậy? Giờ thì đỡ đây mình sẽ cắm trại đây luôn. Ngủ đi nha mọi người. Không biết táo đậu mẹ mẹ con đó. Đây anh Đạt. Điều gà khác nha, còn thằng gà nó nhớ gà quẩy đâu nào. Giờ đang nấu cơm nha. Gì phương quá vậy? Đánh cánh đầy máu, sáng máu mưa. Con cái đậu mê cho qua chết quẩy á. Anh nhìn nó bụi gì hoa không? Cái gà xét quà lướt nha, không thấy gà gì đây nha, thấy thật vậy giờ là giờ ăn cơm mà để thấy là thật. Có vé, có vé không? Có vé đẹp không ạ? Có cái lúa là anh thích mẹ hết, có đông lúa này mà. Cái gì vé? Vé đây có cái vé quất cái thằng mẹ này luôn nào. Giờ hiện tại mình đang phi rồi, tối rồi, giờ không có thể nào quay cho mọi người xem nha. Đây cột giống bà bốn cái dạng đèn để đốt lửa cho ấm cho mọi người. Thế bây giờ thì trời cảm thấy cũng thấy luôn, đây là chỗ cái dạng của mình, còn có gì sáng mơ mình chỉ quay cho mọi người xem nha. Đây cho mọi người được không? Đây. À, đồ. Ngủ đi được rồi, anh còn cũng dẫn quay như nho này. Dành đồ, dành dính đồ dữ vậy nghe. Giờ là bây giờ là 10 giờ 15:20 rồi nha mọi người. 10 giờ nào? Đủ giờ ngủ sáng ngày sớm. Giờ ngủ sáng ngày sớm đi những ngày nha mọi người. Giờ là 4 giờ rồi. Chúng mình dạy ăn mì tôm rồi, chúng mình đi nhướng gà nha mọi người. Có điểm lo nữa. Hay lên núi mà có nềm ngủ không? Đang đuổi gà. Đây anh em, thành tích của anh em mình sáng giờ, 4 giờ sáng dậy. Coi cửa nó nè, được đấy. À, ok. Mời mọi người, ngồi xem nha. Mày mày đồ nào mày chưa nào mày ngươi làm thịt. Chô. Đá mọi người. Tài tránh gừa á. Coi cửa nó này nha. Chô, coi cửa này mọi người. Quay chô. Má, dài gà gà lắm rồi nè. Chô cửa làm chiếu đeo. Vì xe chai đây dính con gà này nha mọi người. Đó đi. Được, dính đồ con gà đó nha mọi người. Gà rừng. Con này non không? Gà đủ mà cửa mà non. Cửa mày còn nảy. Con kia sáu gần đây. Ừ. Đi bỏ hết. Máy này nuôi đâu chắc là nuôi sống rồi không? Chắc liền. Đi hả? Nó cũng ghén đồ xuống chính hả? Con này này gà màu ghé là nó quất 15-17 tiếng liền. Khép lắm không? À nghe. Ấy là đi sâu vô. Sâu vô chút. Con nhớ nghe cũng bò đồ mấy thấy sáng cái gì đó, con nhớ là anh ở chỗ này tránh núi nó kia nào nó phấn núi nó xíu à. Sau ra nhớ cỡ xem ra nhớ con đó nữa rồi vô nấu cơm. Đồ mấy ông kia ông nhớ cái gà bắt mắt. Gà ông cái bãi lâu quá. À nhiều khi nó sái. Rồi ông vô tôi mới vô á. Anh chết cái nào vô sau. Tôi nhớ thớ này là chắc tôi đoán đồ không.
chạy đâu hết á. Tôi kém máy rồi, kém máy đồng ngàn vậy nè. Rồi nó vô ràng chó. Thành tích sáng giờ. Phá luôn. Nhưng lạ quá hắn. Con này chưa thấy con dính nhanh này mà, con nói lịch sử á. À, nhiều con, dạy con này quen nhà này chứ. Quen này quen gì mà chưa làm phúc thiệt luôn á. Tôi mới mất lớp dính nào nè. Nó ghế nghe nó phèn không. Tôi ra dính liền mà. Ra khối đường là dính nào á. Mà tôi ngồi bà bạch tôi không nghe. Được chứ. Dạ, bèo đi còn cái nữa. Ờ. Cho tôi đem mấy mấy tiếng bà bạch á, không nghe đâu. Tôi ăn cái gì nó mập đến cái túi nữa á. Con này hai mùa. Vậy bắt đầu mình nấu cơm ăn bữa trưa cho mọi người. Nấu ăn cơm ăn bữa trưa á. Khoảng là thịt chuồng. Như cơm. Rồi xong. Chén bát lại phao cho rửa ra nó để nó phao cho nó khô. Đâu? Đây anh Túc là lên hàm cái này rửa chén rửa bát, cầm cho chén lên nước rửa bình thường. Hàm chặn nước đấy. Không đó chiều giờ tép rửa nữa. Ngoe ngoe nó muốn có cầm cái ái nhau cả. Đây giờ anh cơm xong giờ nghỉ trưa nha mọi người. Bớt đi đéo đeo đang cột giống. Cột giống mà cũng nhìn lộn. Đẹp mô. Đẹp mà nó có giọng đó xuống rồi là đầm mà lồi chung như ngon. Cào quế mẹ. Tao đem đổ, tao sợi tết mày. Mày leo bên cây mày, mày leo bên cây mày, mày cột luôn. Tao tính nãy tao leo góc kia cột xuống mày. Nói gì dài dài đàn. Giờ tụi mình đi vô tém rửa và làm thịt gà nha mọi người. Vô xong vô hồ thì tém. Bấy hai bà viên mà không có làm nữa đây. Kìa nó đi mà nó le luôn. Cho mấy gà nghỉ ngơi nha mọi người. Thì gà ăn. Giờ bắt đầu chút mình làm một con quất. Vô trong dân tộc kia nó làm thùng bia nguyên nhân nhẹ nhẹ nó chơi luôn nha mọi người. Nè giờ đây. Thì bắt đầu đồ mẹ nó giỡn với con gà đi quá sức bự. Giờ đem nhô lòng nha mọi người. Nhô sống luôn. Rồi nướng. Rồi. Nướng luôn rồi. Vô, ngừng tay. Lẹ. Mày nào mày nhố rồi chứ, kêu rồi đã. Đồ. Mày nhiệm vụ mày chứ có nhủ lông không? Chứ mày lâu nay nhủ lông chứ nướng vậy rồi chứ. Chùi nhủ lông hả? Chứ nướng nữa dài rồi chứ mày ăn mày ngủ mà mày có được cái giái vậy nào? Nhủ lông xong rồi nha mọi người. Thấy chưa? Trời. Em đang xuất mã cô chưa? Đâu, bỏ vào. Như con cúc vậy. Mua cúc bò. Rồi coi 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 thấy. Mẹ ngon rồi. Thấy chị nấu này mà. Chút đi. Nó chạy cái mắt mày nè. Nướng luôn chè nè, chứ chút nữa nướng vô còn nhỏ thôi. Ừ, rồi coi. Tại tụi mình chút nữa nhậu đi nha mọi người. Chuẩn bị vô cuối lại nhậu dưới suối đi. Thì chạy vô trong dân tộc kia mình sẽ chơi bia. Làm gì vậy Đạt? Đường cuối. Đường cuối. Mẹ khổ lắm. Vậy bỏ xuống đi giờ vậy? Bỏ xuống, trời trời lên ở rồi. Chút chị vô nhà tao cho nha. Ờ. Mấy giờ đói bụng mà rung ti luôn à. Mọi người thấy con gà đẹp chưa không? Đấy. Còn sống rồi nha. Giờ mình nhân lửa chuẩn bị nướng nha mọi người. Quay chừng nào hay chừng đấy, cho chút mở tối là không thể quay được nữa. Tên thủ quay. Để đêm nay là đêm thứ hai đó mọi người. Nghe... Đây giờ làm giờ đứng làm kia này đó. Đêm là đêm thứ hai. Đang làm vậy? Đồ, rửa chiếc đi. Ủa còn cái ơ nó đâu mất không con? Ờ. Còn cái ơ nó đâu? Ờ. Ừ. Đâu có. Đồ mẹ giải quên bỏ vô nào. Ở nào quên? Ở quỳ vừa đó. Sure. Đâu? Hai cái vậy chứ không phải hai cái đâu. Đâu quên trong hộp bây giờ? Trong hộp còn một cái mà chưa lộn ra hai cái. Tao bè cái đó cái quyền cái kè mèn vỏ côn của tao quá. Không. Tự nhiên có cái đó rửa có bột liền không?
rửa tiền để đâu có bột. Đồ mày rửa tiền mày cũng chuyên nghiệp mà biết cũng bột. Ừ. Phải học ăn khó rửa chén. Ừ. Vẫn là con ở chỗ cũ nha mọi người. Tại chỗ đây có nước. Đây đưa xuống rửa luôn. Hậu trưa. Rồi rồi. Cái đây hành ớt nha mọi người, hành ớt đỡ quét lên con gà. Còn đây là muối đỡ chấm gà nè mọi người. Ồ, ớt không? Đây là hành ớt thôi nha. Các bạn, đây là gà rừng. Mình xin mời các bạn nha. Xác không? Đó, từ. Rút lưỡi. Rút thang đi. Trống đâu mày, đúng chiều quay mày. Giờ trời tối quay mọi người thông cảm nha. Cái thấy không thấy mọi người không cảm mình. Giờ mình sẽ thách lại con gà này, gà em lứa đã thấy mà người thấy con gà không? Nếu con gà đó mọi người. Lấy bì cho mình rút đây mà leo luôn hả? Lấy pin vô mà rọi con gà đi. À mọi người thấy không? Cho gà. Ủa giờ cháy á. Cái gì bữa béo, béo thì ngon. Quá xe bột xe. Còn đây là xào nấu cháo cho mọi người. Đồ mình nấu cháo đây kìa. Ăn giải cho đậu mẹ, ăn giải cho nó. Từ cái nào im cái nào cũng ngựa đó. Cháo này giờ đuối nữa ăn không ái nữa. Đâu mình làm hai nào luôn. Nào đó nào nữa. Tao tiêu rồi đã. Cho đỡ. Cho đỡ bớt. Tao đưa gà lên. Giờ bỏ luôn ái hết đầu, đã đúng hết đầu. Rửa đầu. Còn nữa mày. Ta chẻ đầu hả? Có cái này coi cái này đồ đạc gom lại chỗ cho chút của tao đâu. Đó con bỏ chỗ cái ơ. Rồi đi. Cảm ơn các bạn nhiều nữa. Rồi đang gà thứ con, thứ gà là sao không? Mà hai em về nào? Ừ, chỗ bà làm con rồi chúng làm hai con với anh em còn. Ừ. Ê, mơ gì rồi, mơ gì rồi, nghe nhạo ra thêm thế. Mà rồng ráng, mơ ra hoài nữa nha. Mà ráng kiếm bạn con nữa. Gì có kẹp. Ê. Chào em. Thầm dưa keo là nó có sáng mày. Keo đổ quẹ, anh em ngầu. Mày cầm lại, cầm lại, rồi. Chua. Dạ vàng không? Chủ yếu trong cái bụng mà đồ mẹ cái bụng mà nói khó gẹm lắm. Video gần gần đó. Từ quay lại gần à. Nó cao. Vô. Chô coi gà vàng. Đủ mẹ bị ngu dữ. Lo quá, đủ mẹ mày. Đi. Chô coi gà vàng mọi người. Chô nhức nách. Đêm đầu tiên á. Thứ hai á. Đêm thứ hai. Hôm qua đêm thứ ba, hôm qua là đêm đầu tiên anh xuồng cơm đầu. Bộ ngã đủ lưu chó mẹ con ngã rồi. Chó ngã. Xuống bây giờ. Đủ mẹ cái cãi. Mấy nó ngã hồn luôn đi. Đỡ sát đất được cho mèo chín mày. Đẳng sát đất kìa. Rồi. Rút cái cài á. Không biết cái lòi nhiêu ấy. Rút mọi người. Sao rút đó mẹ tao luôn ơi. Rút ra sao gọn kìa. Rút cái cài nghe không mẹ. Đồ má. Cỡ trên đó thì mồm vào chém lại nha.
Rồi rồi, ấy nha, chút chút rồi nha, quốc. Nó sợ nó dính đất này, chút hút ra nó dính đất. Bây giờ cái gì nào rút nó không ra. À, cái đó nha. Ok, cháy hả mà. Chưa. Ném. Đây nghe chút rút xéo. Chút đó nó còn ấy nhậu bỏ lên hơ lại chứ. Mẹ em nào, thằng. Nghe xuống. Bỏ đi đi. Quên xe lại. Nè kìa, quên xe nghe. Mấy anh luồn với anh trước nó nói. Từ anh nhớ mày đâu. Cho chút được chứ. Đây mọi người. Quay xuống, quyến luôn rồi. Quay xe đi. Đi. Rút ra nó bớ thiệt. Cái mình ghép nó kia nè, chút. Ờ ghép ơi, ghép quen bên được. À coi. Quay xuống cho xem phóc. Trời là nó rớt gà ra tụi quấn thâu nha. Một điên. Quay đèn xe qua đây. Giả anh được. Tao táo kìa. Thâu hẹp phổn. Ờ chắc mình dừng video nha mọi người, chắc táo quá rồi giờ không có thấy nữa đâu. Nha. Bye bye người nha. Giờ sáng rồi, hiện tại đang nấu mì tôm ăn tiếp nha mọi người. Mì tôm luôn. Có đẹp đẹp. Nèm luôn mày. Bớt ghê, đang mưa chứ chị lứa cứ ngồi kêu luôn nha mọi người. Bớt ghê, giờ gần chết rồi. Nó coi gần chết nướng rồi rồi. Đây là đêm thứ ba, đây là ngày thứ ba, nhằn ngày thứ ba rưỡi. hai rữ ngày thứ hai rữ hai ngày nước ông hai ngày rữ té đụng mẹ qua qua cái lùn. Chùa mấy anh này ngu kiến cánh mày. Mũi kiến lồn này cánh ngủ quá. Cảm ơn mọi người sáng nha. Giờ thì chúng mình dọn đi nha mọi người. Dọn đi một nơi khác để kiếm sống. Chợ ở chỗ đây là sắp đôi chết rồi. Chắc lẽ có thứ chiều đi mình gì à. Nhớ cha nhớ mẹ dữ lắm rồi. Nhớ đít thì nhiều. Đạt làm chứ Đạt. Đâm cái đầu ngoài ấy. Bia hồi vẫn còn nha. Còn gió. Bì à gì đó. Bì giờ thực phẩm á. Đồ mới dính gà mọi người. Đụng nó hiếu còn rồi. Nè nè. Xuống liền đủ mẹ. No no. Đó. Con cái nãy giờ. Nên đâu nha mọi người. Chưa cửa. Má chị mệt mấy. Quay quá. Cái gà má kìa. À hở tụi bật cái má này xuống chạy tụi mấy luôn dính luôn chạy đang chạy xuống luôn hả? Chạy nghe nghe cô tôi nói cũng cho đứng chín đó. Đâu, gì đó gì tiêm. Lại lạ. Sao đem cầm máy theo chắc. Đúng về đây xuống rồi, không dám đé à, đúng không kìa. Không, nó chịu đi đâu. Thấy là tôi bưng còn tôi đi. Thôi, thấy là tôi bưng. Mấy chị mệt. Đen... Sao? Đen mì mấy anh cu im ngon. Mày tướng gà mình thả ngoài tổng quá. Hiện tại giờ mình đang đi về lần lần nha mọi người. Thì lần lần mà nhớ gà lần lần đi về ra. Thì đồ đạc giờ nó nhiều quá. Không có thể quay đi về, vừa đi về mà vừa qua cho mọi người đi về được nha. Tại vì mình đứng chỗ nào mình nhớ vô đấy thì mình qua cho mọi người xem. Trời ở đây mênh mông mọi người. Trời. Đây là cái khóc cài mát. Còn nhiều xung quanh rừng không? Không thấy một nhà nào. Trời, tại này cài thiên nhiên.
y như là ở rừng nhiệt đới ồn mè. Bắt đầu mình dần đêm mình về ăn cơm nha mọi người, nghỉ trưa ăn cơm. Quá giờ để giác cãi nấu luôn mẹ. Trời, có một rừng hả? Ở trên nó rậm rồi, đậu mấy dưới nó trống luôn không? Bò nó đi thôi. Giờ tại đang ăn cơm trưa nha mọi người. Chú mập ăn dữ mày. Cái đủ mẹ mày, đó ăn. Ăn dữ mày. Ăn vậy? Hả? Ớ. Ớ okay. Nghe. Lồn đủ đủ bao đà qua quay lồn. Còn gì ra chút nào quốc cũng ăn xuống núi. Chiều nay 3-4 giờ mình xuống núi nha mọi người. Ơn liền tù liền ớn hả? Ngon quý tím hả? Lòn giờ ăn xem mọi người. Cứ cái bài đạt. Em nghĩ vô người. Cái cọc đĩa bình. Mát. Trời. Của nghe tiếng to quá mà. Không phải, con que còn nãy đi cầu ghế đó mà. Rồi mình đang đi về nha mọi người. Chắc cái qua không nó qua được đâu. Để cho mình đi về đâu. Rồi quay mọi người. Trời ơi, đường hơi đi này. Rồi mì đặt rồi mà mỗi đang mì lên. Go 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 for me. Đặt lên lên, đặt lên chỗ hai luôn, đổ lên. Lên. Lần này sai lỗ. Lần này sai lỗ quá đi. Nhảy xuống điểm cái sầu lỗ nghe. Nó bắt đầu nó gạt vào theo luôn. Hầm cao à. Ừ. Lần này giờ sao nó bắt nó nói nó. Hầm. Cái kia không? Hiện tại mình xuống 8 thành phố nha mọi người. Ấy giờ đúng giờ dọn xong Việt Nam yêu em cầm về đây. Mấy giờ? Giờ đem đơn không ý. Hẹn lại video tiếp theo nha mọi người. Anh coi dọn xong Việt Nam yêu đây. Ấy là gà rừng đồ có đây đầy đủ hết rồi. Giờ chiều cầm xuống ở Nhổ Long này là bỏ lên là nướng. Vậy nào. Rào. Rồi vậy nha. Trời, nhanh gọn gì không gọn, thang tiếc quên đỡ nẻ là ông có giờ bỏ thang.